Em vẫn khỏe. Em vẫn khỏe à? Đấy, hôm nay đến với các chị vui nha. Lời đầu tiên cho em xin chào anh Giang và xin chào tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đấy, gặp lại cô gái bên kia cầu. Cô gái bên kia cầu nhìn càng ngày gọi là càng phúc hậu hơn. Ý là phúc hậu càng ngày càng đẹp lên, nhìn càng ngày càng đẹp lên. Em khen chị dạng càng ngày đẹp lên hả? Dạ vâng. Thật lòng hả? Thật. Em đi ngược vào số đông đấy. Ôi chết rồi, ôi chết rồi. Chết rồi. Không, nhưng mà đúng thật, em thấy là như thế thật. À thế hả? Cảm ơn em. Cảm ơn chị dạ. Thì đấy, ngày hôm nay mấy anh chị ở đây cùng chào đón em đến với chương trình này và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Em cảm ơn anh chị rất nhiều và cũng như là em muốn dành một lời cảm ơn cho chương trình Kỳ Tài Thách Đấu vì đã cho em cơ hội ở đây ngày hôm nay để hát cho tất cả quý vị và cũng như là anh chị nghe. Cảm ơn em. Thưa quý vị thân mến, Đức Phúc là một ca sĩ được rất nhiều người yêu thương, từ trẻ đến trung niên đến lớn tuổi đều rất là thích và thương. Cái quan trọng là được nhiều người thương là cái điều rất quý. Phúc vừa trình bày ca khúc Hơn Cả Yêu của nhạc sĩ Khắc Hưng. Đây là một bài hát nói về tình yêu của một cô gái hỏi chàng trai: anh không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trong cái lời bài hát, trong bài hát ra thì phải nói trước chứ. Rồi lại thôi, mất cảm xúc bên đây rồi, qua bên cặp đôi đẹp bên đây nè. Đó, bây giờ nè. Ủa sao kêu lên? Bạn đi chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Em nhìn như cặp đôi, anh thấy tông xịt tông không? Ok, em là một người mà thiệt rất là hiểu vấn đề luôn á. Tinh tế. Thì bây giờ gì ấy? Đó, bây giờ thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị đi đến cái hồi hấp dẫn của chương trình. Chết đứt rồi. Em phải trả lời sao? Cao hơn cả núi. Vô lời bài hát. Em bị đứng hình mất 5 giây. Anh Cường, em đỡ phía sau lưng anh không? Không sao. Sao? Sao anh ngã. Em hát luôn. Rồi. Oh wow. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Câu tiếp này là câu chính xác này. Anh yêu em nhiều thế thôi. Em có một câu nữa, em muốn hỏi anh Đức. Em có một câu nữa muốn hỏi anh Đức hả? Em hỏi đi. Em hỏi. Anh Đức, anh có đồng ý gánh nợ của em trọn đời không? Gánh nợ giùm em trọn đời. Vượt qua ngọn sóng. Vượt qua cả núi. Tiếp theo. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ muốn gánh nợ cho em. Phải thể hiện. Vậy là trên sóng truyền hình là em đã gán được nợ thành công rồi, em đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho em trọn đời rồi nha anh Giang nha. Thưa quý vị, dù có cục món nợ với Trường Giang là sau khi các cược quái thua phải bắt buộc mỗi lần gặp là phải mua bất cứ thứ gì Trường Giang muốn để Trường Giang ăn, và hôm nay Đức đồng ý đứng ra gánh nợ và chỉ là gánh nợ thôi thưa quý vị. Hết. Anh lại bị gài nữa. Chỉ đơn giản thôi. Ngu. Thưa quý vị, cái bài hát vừa rồi là một bài hát rất là nhẹ nhàng. Nó rất hợp với lại cái giọng hát của Đức Phúc. Em cảm ơn anh Giang rất nhiều. Và có một cái MV vừa rồi cũng phát hành vào trước ngày Valentine vài ngày. 3 ngày. Đấy. Trong đó có nhiều cặp đôi và nhiều ngành nghề. Dạ. Và tất cả đều là tình yêu thật. Dạ, tất cả. Và chúng tôi cũng đã có xem rồi, Trường Gia cũng đã có tham gia rồi. Ở đây ai đã xem? Làm vì dạ. Em nghe hát à? Em nghe hát. Đáng lẽ là Trấn Thành với Harry Won được mời quay nữa. Dạ. Nhưng mà không có nhận quay. Tội nghiệp nhỏ quá trời. Cái gì vậy? Tự nhiên bắt mà em có nhận quay nhưng mà là anh Thành với chị Harry ở bên Hàn Quốc. Ừ đúng rồi. Quên mất.
Không, mà theo em biết cái clip đó mình tự quay mình gửi, bây giờ công nghệ thông tin nó 4 chấm rồi anh, nó đơn giản mà. Thì quan trọng là mình muốn hay không. Dạ. Mọi người ơi, không ai liên lạc với tôi cả thì tôi làm gì biết. Nhưng mà được. em bị cái là em có xin Đức Phúc quay nhưng mà Đức Phúc nó không cho, anh đâu có cặp đâu. Đâu có người đâu mày. Bữa đó mà nói trước là ok rồi. Hồi nãy ai cặp nào nhớ không ạ? Có. Mời về đứng với nhau. Đứng với nhau. Em qua đây. Vui vui cặp với ai? Dạ em cặp với Khoa. À, rồi mời qua. Rồi. Đây là một cặp nó bị chênh lệch về nhan sắc. Chênh là chênh thế nào? Em đã coi cái phim mà Người đẹp và quái vật chưa? Em không để ý đến quái vật. À, biết có người đẹp thôi hả? À rồi. Đây cặp đôi cũng đầy thủ đoạn ha. Gì vậy anh? Đây cặp đôi gia đình ha. Cặp đôi này đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ có một thử thách. Đội nào mang về xác suất gần đúng hơn, đội đó giành chiến thắng. Dạ. Và lấy được 2 điểm thưởng. Đội kế tiếp 1 điểm thưởng và đội kế tiếp nữa 0 điểm thưởng. Ok. Trong cái MV của Đức Phúc có tất cả là bao nhiêu cặp đôi tham gia? Không thể nào. Nhiều lắm anh ơi. Có thể, thưa quý vị, có thể Đức Phúc không nhớ. Trời nhưng em còn không nhớ luôn đấy. Nhưng chương trình chúng tôi luôn có một thông tin chính xác. Wow. Rất nhiều cặp đôi xuất hiện trong MV. Em nhớ gần cuối còn quá trời khung hình. Thì là tổng hợp những cặp kia còn lại hay là tất cả luôn ạ? Mời dự đoán đi nào. Em có mặt ở đây để trả lời mọi người. Bao nhiêu cặp? Ê, mình lớn rồi, mình đừng đứng cái bên đứa chơi dơ rồi mình bị lây nha. Vậy kia. Anh nói gì vậy? Thì là đang làm em, đúng mà anh. Đúng rồi, em có một gợi ý cho mọi người thôi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây số một con số. Dạ đúng rồi, em sẽ đưa cho mọi người một con số. Đó là một con số cùng 2 chữ số. Chúng ta có 5 cặp đôi chính trong MV. Còn sau đó là vẫn còn rất là nhiều cặp đôi nữa. Phúc ơi, có thể đừng nói gợi ý được không? Cảnh như tự lúc nghe nha, gợi ý nói gợi ý xong cái sâu tức kỳ vậy. Chứ tôi đưa ra là không bao giờ sai được. Tại vì anh xem bằng cái tình cảm anh dành cho Phúc, chứ không xem qua loa. Phúc mai mốt có mời anh chị với để chị xem bằng cả tấm lòng như anh Giang. Chắc chắn em thực sự là em rất là lỡ vì chị Dạ và cũng như là anh chồng của chị. Nên là em hy vọng anh chồng của chị Dạ là anh chồng của chị. Sao mà cả gia đình vợ chồng chị Dạ nghe nó gần gũi nhỉ. Đây em mời chị Mizu. Em cũng chưa biết người yêu chị Mizu là ai. Thì em không biết em mời được. Bên kia này á. Anh biết á. Đây á. Cái gì nữa? Ý là anh chị có yêu thật không ấy chứ? Em không thấy anh mới gánh nợ cho chị hả? Thế là mới bắt đầu từ hôm nay. Còn lúc mà coi MV thì vẫn chưa yêu đúng không? Vâng. Mà đây lại trong này là toàn cặp đôi yêu nhau thật. Khi nào mình làm bài nào về cặp đôi chia tay đó thì mời gặp đi. Có duyên rồi đó. Người ta mới bắt đầu từ hôm nay mà có duyên rồi đó. Có duyên rồi. Mời đưa ra con số. Đội em đoán là 99. 99. Đúng, 99 là con số đẹp. Ví dụ trong một MV 99 cặp đôi xuất hiện nghe nó để người ta phải ấn tượng đúng không? Ấn tượng. Rồi, cảm ơn. Sao anh nhìn có vẻ... Cảm ơn nha. Rồi, ánh mắt anh nó nhạt quá vậy ta. Theo Gil nghĩ là, Gil nói là chắc chắn là sẽ... Nó có một cái gì đó nó liên quan đến con số 5 phải không Gil? Thì em phân vân giữa 50 hay 55, 55. Nhưng mà hồi nãy khi mà nghe bên này nói số 90 mấy? 99. 99 thì em thấy được cái... thẳng thốt của Đức Phúc. Đội em đoán là 99. 99. Đúng. Là em nghĩ chắc không phải con số đó, là quá nhiều. Thì nhưng mà lúc nãy nhắc tới số 5 là Đức Phúc có vẻ Mọi người sai hết rồi, không bao giờ đoán được ý của Đức Phúc đâu. Và con số là? Mời Gil. Dạ 50 ạ. 50. Thưa quý vị thân mến, đây là cặp đôi gia đình chiến thắng ở cái vòng này rất là nhiều lần rồi. Đúng. Wow. Mà em nhớ không lầm là có con số 8, 38 hay 83 hay 68 gì đó. Wow. Đoán đại số 80, 83 đi. 83 thôi, vậy thì thôi, số đánh số ở giữa được rồi. 68 đi. Đây chọn số 8, 50 và 99.
Thật lòng em có nhớ bao nhiêu con số không? Thực ra thì ban đầu là em cũng sẽ em không nhớ được hết đâu. Nhưng mà là trước khi mà biết cái thử thách như vậy rồi, em đã có ngồi và em xem lại một lần kỹ lưỡng rồi. Rồi. Và em đã có con số cho chính em bản thân mình. Em đã có con số cho chính em. Hiện tại Phúc đang nắm tay một con số. Những cặp đôi hạnh phúc thật sự tham gia cái MV Hơn Cả Yêu. Dạ. Và con số chính xác đó chính là con số 3 và anh Mạc Văn Khoa. Chia ba ra. Ba mươi ba. Có ý nghĩa gì với con số này không? Thực ra là nó là một con số khá là ngẫu nhiên. Thế thôi. Thế thì là cặp chị Dạ với cặp của Gil là thắng thôi mà đúng không? Đúng như vậy. Gil và Lâm Vy Dạ mang về 2 điểm thưởng. Anh Đức và Hà Đức Quân mang về 1 điểm thưởng. Đúng được rồi, có điểm rồi. Bọn em chia tròn đó anh, 99 chia 33 đó. 99 chia 33. Có điểm thưởng nha hai bạn. Mà mặt Phúc rất thật nha. Cái khúc mà số của chị Mizu vậy mà mặt rất thật là mình tưởng là đúng rồi. Ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn Đức Phúc đã đến với chương trình. Cảm ơn rất là nhiều. Em cảm ơn anh chị và chúc cho chương trình Kỳ Tài Thách Đấu và cũng như là tất cả các đội chơi sẽ chơi thật là hết mình và cũng như là chương trình sẽ thật là thành công. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn Đức Phúc rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay.